Đến với chương trình ngày hôm nay thì Minh Thư rất là vui khi giới thiệu đến quý vị và các bạn một tiếng hát của nữ ca sĩ tại thành phố Đà Lạt ngàn hoa đã thể hiện thành công dòng nhạc Đặng Thế Phong, đó chính là ca sĩ Mỹ Hạnh. Vâng, xin chào chị. Mỹ Hạnh xin kính chào Minh Thư cũng như kính chào toàn thể khán giả đang xem đài. Vâng, và ngày hôm nay thì Minh Thư rất là mong muốn nghe những cái chia sẻ của chị và những cái cảm xúc của chị khi hát những ca khúc của nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Thực ra nhạc sĩ Đặng Thế Phong đã đem đến cho mình một cái cảm xúc về những lời nhạc, những bài hát của ông để lại. Tuy rằng tuổi đời của ông rất còn trẻ, nhưng ông để lại cho mình cũng như cho đời 3 ca khúc. Và ca khúc mà mình tâm đắc nhất đó là ca khúc Con Thuyền Không Bến. Nó gần như cuộc đời của mình. Chính vì điều đó mình rất muốn thể hiện bài hát này. Vâng, xin cảm ơn chị rất nhiều. Và Minh Thư nghĩ rằng thì chắc chắn quý vị và các bạn cũng đang rất là đón đợi món quà âm nhạc mà ca sĩ Mỹ Hạnh sẽ gửi đến trong chương trình hôm nay. Vâng, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Thế Phong có tựa đề Con Thuyền Không Bến. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức qua phần biểu diễn của ca sĩ Mỹ Hạnh. Với thời tiết se lạnh, bàn chân bị thô ráp và hay nứt nẻ. Đầu tiên bạn có thể ngâm đôi chân vào một loại nước được nấu bằng các loại thảo dược mang tính ấm như hương nhu, quế chi, gừng, xả, v.v.
Sau đó các bạn có thể tẩy tế bào chết và thải độc cho đôi chân bằng một loại muối từ Himalaya.